Song song với việc triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, huyện Trấn Yên đang tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, ghi nhận của phóng viên thời sự. Để chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, xã Minh Quán, huyện Trấn Yên thường xuyên tổ chức các cuộc họp để kịp thời cập nhật tiến độ và giải quyết các khó khăn vướng mắc cho công tác chuẩn bị cho bầu cử. Đến nay, xã Minh Quán đã tổ chức hiệp thương lần thứ nhất và thỏa thuận về cơ cấu thành phần số lượng theo quy định. Trong nhiệm kỳ này, xã Minh Quán giới thiệu 42 người ứng cử để bầu 21 đại biểu, giảm 4 đại biểu so với nhiệm kỳ trước với tỷ lệ nữ chiếm 42,8%, dân tộc thiểu số chiếm 11,9%, trẻ tuổi là 42,8%, tôn giáo là 4,7% và tái cử là 26%. Dù tháng 5 mới diễn ra cuộc bầu cử, nhưng thời điểm này, công tác tuyên truyền đến xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự phục vụ cuộc bầu cử đã được xã tích cực triển khai. Là ban lãnh đạo của xã, các tổ chức, ban lãnnh đạo của thôn thì đã tổ chức họp dự kiến giới thiệu và chuẩn bị bước là đưa ra thôn hội nghị cử tri để cử tri giới thiệu. Và đồng thời với việc chuẩn bị các bước tiếp theo, chuẩn bị cho cuộc bầu cử thì đang tập trung chỉ đạo tăng cường về công tác tuyên truyền. Thứ nhất là về hệ thống phát thanh của xã. Thứ hai là tập trung vào công tác vệ sinh môi trường, cảnh quan và những chuẩn bị vật tư và các cái điều kiện cần thiết để tổ chức công tác tuyên truyền này và phục vụ cho cuộc bầu cử đạt về chất lượng, về hiệu quả. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên đã thống nhất số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân thị trấn khóa 7, nhiệm kỳ 2021-2026 có 23 đại biểu. Theo đó, thị trấn đã giới thiệu 46 người tham gia ứng cử, đảm bảo về cơ cấu, thành phần và số lượng. Hiện nay, Ủy ban bầu cử thị trấn Cổ Phúc đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị giới thiệu người ứng cử và đang tập trung hướng dẫn các ứng cử viên làm hồ sơ, đồng thời hướng dẫn các tổ dân phố rà soát lại nhân khẩu trên địa bàn quản lý để lập danh sách cử tri. Thực hiện theo luật bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, thì đến nay thì thị trấn cũng đã triển khai theo cái sự chỉ đạo của Ủy ban bầu cử của tỉnh, Ủy ban bầu cử của huyện. Thì theo phân bổ thì thị trấn được bầu 23 đại biểu. Thì sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thì đã giới thiệu được 46 người ứng cử, đảm bảo các cơ cấu về tỷ lệ nữ, tỷ lệ người ngoài đảng, tỷ lệ là tuổi trẻ theo đúng cái nghị quyết của Ủy ban hữu quốc hội. Những người ứng cử được giới thiệu thì đã chuẩn bị làm hồ sơ và phấn đấu vào trước ngày 9 tháng 3 thì chúng tôi sẽ hoàn thiện việc tiếp nhận hồ sơ. Để đảm bảo các điều kiện cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, huyện ủy Trấn Yên đã thành lập ban chỉ đạo bầu cử, phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên. Ủy ban Nhân dân huyện thành lập Ủy ban bầu cử huyện và thành lập tổ giúp việc cho ban chỉ đạo bầu cử huyện, đồng thời ban hành triển khai các hướng dẫn theo từng nội dung, từng bước trong quá trình thực hiện. Qua kết quả hiệp thương lần thứ nhất, số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu theo thông báo của Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện là 35 đại biểu, số người được giới thiệu 74. Đối với cấp xã đã thống nhất danh sách người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân là 875 người. Những người được giới thiệu ứng cử đều có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, trình độ và vai trò của người đại biểu nhân dân. Xác định công tác tuyên truyền có vai trò quan trọng, đóng góp vào thành công của cuộc bầu cử, huyện Trấn Yên đã đẩy mạnh truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời phát các tài liệu liên quan đến công tác bầu cử cho các xã thị trấn. Đối với Trấn Yên thì số lượng người được giới thiệu ứng cử là số lượng đại biểu được bầu là 35 đại biểu, số lượng người được giới thiệu ứng cử là 74 đại biểu, 74 người ứng cử. Các quy trình thực hiện thì đến nay chúng tôi đang thực hiện, thứ nhất là cái bước họp ban lãnh đạo của các tổ chức cơ quan đơn vị để dự kiến người giới thiệu ứng cử. Thứ hai là đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác của những người ứng cử. Và bước thứ ba là chúng tôi đã tổ chức thực hiện là họp ban lãnh đạo mở rộng để thống nhất về danh sách giới thiệu người ứng cử theo đúng quy định của pháp luật. Với sự chuẩn bị tích cực và chu đáo của các cấp ủy đảng, chính quyền và ủy ban bầu cử sẽ là cơ sở quan trọng để huyện Trấn Yên tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp và thực sự là ngày hội của toàn dân.